Xe ô tô của anh Hà nhé, cô chú anh chị. Chị còn 12. Anh Hà cũng có biết sắp 206 trên xa nhé, cô chú anh chị. Xe ô tô chạy cánh này, chị. Để cho nó nóng mai đúng rồi phải đi xe à, cầu chú chưa không cánh cụ tiên là Phương nhé các chú chị. Anh Phương là chồng của chị Hoàng Vân. Phần mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bây giờ là Phương cũng đem vào thân tác cho quý vị. Vâng, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Phần ốc tiên xin mời cô chú anh chị và các bạn xem lại những hình ảnh của chị Hồng Loan cũng như là bộ ba nhé cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong khoảng thời gian tiếp theo của kênh Blog Mục Tiêu.